Nguyên viên này mọi người, máy rất là đẹp luôn. Màn hình của máy là màn hình IPS LCD, kích thước của màn hình là 6.53 inch, màn hình rất là lớn nha. Cái này là bộ nhớ lưu trữ 32GB, RAM của máy là RAM 3 cộng 0.50 ha. Màn hình là sáng đẹp, phóng mốt cảm ứng rất là mượt mà nha. Con này sử dụng pin của máy là 5020 mAh, pin rất là trâu luôn mọi người. Con này pin rất là trâu nha, để mình test cảm ứng nha. Cảm ứng rất là mượt mà luôn nè. Cái này là màn zin nè, vỏ zin men zin trong con máy này chưa sửa chữa gì cả, nguyên cái máy zin nha. Cam trước cam sau chụp hình rõ nét nè, rất là nét luôn. Nó rất là rõ nè. Về ngoại hình thì vỏ sườn con này, vỏ zin nó cũng có chạy hết thôi mọi người, nói chung là cũng nhanh.